Công an nhân dân tiên tri sắp có nhiều người bóc lịch: Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Công Vinh vào tầm ngắm. Mới đây nhất, fanpage báo Công an nhân dân tiếp tục chia sẻ một dòng trạng thái mà theo cư dân mạng là đầy ẩn ý. Cụ thể, trang Facebook gần 1 triệu lượt theo dõi đăng đàn, nhà sản xuất Công an nhân dân trân trọng giới thiệu bộ lịch Xuân Nhâm Dần 2022. Ngay lập tức, nhiều netizen đưa ra những suy đoán rằng quá trình điều tra những lùm xùm thời gian qua đã gần đi tới hồi kết, có khả năng một vài nghệ sĩ sẽ phải đối mặt với vòng lao lý hay theo cách nói của cộng đồng mạng là bóc lịch. Tuy nhiên, đây chỉ là những lời bàn tán mang nhiều tính suy diễn từ dư luận. Bên cạnh những lời chỉ trích, các fan của Công Vinh, Thủy Tiên, Trấn Thành hay Hoài Linh vẫn giữ vững quan điểm bảo vệ thần tượng của mình. Không ít ý kiến cho rằng việc các đơn vị truyền thông phát hành lịch năm mới vào thời điểm cuối năm là điều hoàn toàn bình thường. Sau những lùm xùm từ thiện, gần đây hoạt động trong giới showbiz cũng đột ngột dứt gãy, chụp hẳn. Ngày 7 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ký công điện số 1118 CDTDR về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Thủ tướng Bộ Công an chỉ đạo Công an địa phương xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng chống dịch COVID-19 và việc quyên góp ủng hộ của nhân dân để trục lợi. Ngay sau đó, Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc theo đơn tố cáo, dư luận của các địa phương, thông tin đại chúng, phản ánh về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng việc quyên góp, từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung mùa lũ năm 2020 thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo C02, đơn vị vẫn đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh, làm rõ số tiền mà các cá nhân đã tiến hành cứu trợ, từ thiện các địa phương này. Theo người phát ngôn của Bộ Công an, việc cá nhân tổ chức đứng ra kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn dịch bệnh, thiên tai là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn đúng với truyền thống dân tộc Việt Nam. Nhà nước rất khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đóng góp vận động, kịp thời mang lại hiệu quả thiết thực cho những người đang cần hỗ trợ. Tuy nhiên, Trung tướng Tô Ân Sô nhận mạnh việc vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp hỗ trợ nhân dân, khắc phục khó khăn, thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng hay bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được pháp luật quy định cụ thể tại Nghị định 64 ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn Bộ Tài chính ban hành.